Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 3, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đến dự và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cũng như tin tưởng ở vị trí cao hơn, vinh dự nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Ông Nguyễn Quang Thắng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục học tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, quy tụ đoàn kết nội bộ để cùng lãnh đạo và tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tham mưu cho cấp ủy.